Xin chào quý vị và các bạn. Trong ngày nghỉ cuối tuần, Bắc và Trung Bộ đã qua giai đoạn đỉnh điểm của đợt nóng tháng 6 dài nhất từ trước tới giờ. Còn miền Nam thì mưa vẫn đang có xu hướng gia tăng. Cụ thể ở miền Bắc, khối không khí biển với đới gió đông nam ẩm sẽ lấn từ phía đông vào và đẩy vùng thấp nóng phía tây ngược trở lại khu vực Thượng Lào. Chính vì thế mà cường độ nắng tại đây giảm bớt. Nhiệt độ cao nhất vì thế chỉ còn ở mức là 35 đến 38 độ. Nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng, nhưng mà số điểm cao trên 38 độ giảm đi nhiều. Và từ ngày 23 tháng 6, nắng nóng có khả năng chấm dứt trên diện rộng. Sự xuất hiện của thành phần gió đông nam ẩm cũng làm cho nắng nóng tại miền Trung dịu dần. Hôm nay, từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi vẫn xảy ra nắng nóng trên diện rộng, với mức nhiệt cao phổ biến trong khoảng là từ 36 đến 38 độ. Còn với khu vực các tỉnh, thành phố từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận, tiếp tục duy trì những cơn mưa rào và dông. Cục bộ có điểm mưa to nên nhiệt độ cao nhất chỉ từ 32 đến 35 độ. Chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam với cường độ mạnh nên ở Tây Nguyên và Nam Bộ mây nhiều, trời nắng gián đoạn, có khả năng xuất hiện mưa rào và dông bất kỳ lúc nào trong ngày. Tuy nhiên, thời điểm mưa dông mạnh nhất sẽ là khoảng chiều và tối nay. Phần phía Tây của tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, khu vực miền Đông Nam Bộ, tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và Bạc Liêu sẽ là những tỉnh có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa phổ biến ít mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Trong khi đó, tại khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, hướng gió thịnh hành là Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ngoài ra, khả năng cao từ ngày 22 đến 24 tháng 6, ở khu vực Bắc và giữa của Biển Đông sẽ hình thành nên một rãnh áp thấp có trục là Tây Bắc Đông Nam. Trên rãnh áp thấp này có khả năng hình thành nên vùng áp thấp, sau có thể thành áp thấp nhiệt đới trong khoảng đầu tuần tới. Với thủ đô Hà Nội cũng được hưởng lợi từ thành phần gió đông nam ẩm nên chiều tối nay khả năng mưa dông là khá cao, xác suất tăng lên trên 75%. Trong ngày trời vẫn có nắng sớm nhưng nhiệt độ hạ còn 37 đến 38 độ, trời nóng gắt trong khoảng từ 12 cho đến 14 giờ. Ở thành phố Đà Nẵng vẫn duy trì khả năng mưa thấp, xác suất mưa dưới 30%. Tuy nhiên, do gió phơn khô nóng yếu bớt, vì thế mức nhiệt cao nhất trong trưa chiều nay ở thành phố Đà Nẵng giảm còn 37 độ. Về tối và đêm, nhiệt độ cũng hạ còn 26 đến 27 độ, cảm giác oi bức chỉ còn xuất hiện vào trưa chiều. Trong khi đó, với thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì khả năng mưa dông với xác suất mưa cao trên 80%. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong cơn dông. Còn trưa chiều trời nắng gián đoạn với nền nhiệt cao nhất trong ngày ở mức là 32 đến 33 độ. Thank you.